Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tuệ Tâm Giác Ngộ. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Thưa các bạn, có bao giờ bạn thắc mắc liệu nhóm máu có là yếu tố quyết định sức khỏe và tuổi thọ của con người không? Sự khác nhau giữa các nhóm máu có ảnh hưởng tới sức khỏe, năng lượng bên trong bạn cũng như là quyết định việc bạn nên ăn uống và sinh hoạt ra sao? Nếu bạn còn chưa rõ mình ở nhóm máu gì thì nên xét nghiệm để kiểm tra ngay nhé. Vì rất có thể là bạn đang thuộc tuýp người có nhóm máu sống thọ đấy. Chi tiết sẽ có trong video sau đây. Người nhóm máu nào sẽ sống thọ nhất? Chúng ta không thể thay đổi nhóm máu của bản thân. Khoa học đã chứng minh nhóm máu có mối liên hệ tới tính cách, sức khỏe và cả tuổi thọ của con người. Các chuyên gia y học nhận thấy rằng, những người có nhóm máu O thường có tuổi thọ cao hơn. Người mang nhóm máu O phần lớn là những người sống thực tế, có thể chất tốt hơn. Họ cũng rất quan tâm đến sức khỏe, thể chất của mình. Theo một cuộc khảo sát, tuổi thọ trung bình của những người mang nhóm máu O là khoảng 87. Họ cũng là những người có cuộc sống tinh thần tuyệt vời, luôn giữ được thái độ lạc quan, vui vẻ với mọi việc. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do giúp tuổi thọ của những người nhóm máu O lâu hơn. Tuổi thọ trung bình của những người nhóm máu AB là 70 tuổi. Sau đó là những người thuộc nhóm máu A. Những người thuộc nhóm máu này có xu hướng lo lắng nhiều, khiến tim bị quá tải, hao mòn. Khi kiểm tra mối liên hệ giữa nhóm máu và bệnh ung thư dạ dày, các nhà nghiên cứu phát hiện những người có nhóm máu ngoài nhóm máu O có đến 55% mắc bệnh này. Tuổi thọ trung bình của những người nhóm máu AB là 70 tuổi, sau đó là những người thuộc nhóm máu A. Những người thuộc nhóm máu này có xu hướng lo lắng nhiều, khiến tim bị quá tải, hao mòn. Khi kiểm tra mối liên hệ giữa nhóm máu và bệnh ung thư dạ dày, các nhà nghiên cứu phát hiện những người có nhóm máu ngoài nhóm máu O có đến 55% bị bệnh này. Nghiên cứu được công bố vào ngày 16 tháng 1 năm 2015. Trong một nghiên cứu khác, 11.000 người được đo sinh tiết máu, bao gồm mức độ cholesterol, lượng đường và huyết áp. Kết quả cho thấy những người có nhóm máu A có mức độ cholesterol cao hơn cả. Có thể đây là lý do mà nhóm máu A có tuổi thọ ngắn hơn. Người mang nhóm máu B dễ bị sâu răng, tỷ lệ mắc bệnh lao, ung thư miệng, ung thư vú và bệnh bạch cầu cao hơn so với những người thuộc nhóm máu khác. Trong khi đó, người thuộc nhóm máu AB, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh ung thư và các cơn đột quỵ thấp, nhưng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim tương đối cao. Làm thế nào để cải thiện tuổi thọ của mình? Nhóm máu của mỗi người đã được xác định khi sinh ra và không thể thay đổi. Nếu bạn không mang nhóm máu O, có thể làm như thế nào để cải thiện tuổi thọ của mình? Thay đổi chế độ ăn uống. Bạn cần hình thành thói quen ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Cơ thể chỉ có thể hoạt động bình thường với chế độ dinh dưỡng đầy đủ và ăn uống điều độ. Nếu chế độ ăn uống thất thường kéo dài, cơ thể có thể gặp phải những rối loạn, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn cần chú ý kết hợp hợp lý các nhóm chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn cần chú ý kết hợp hợp lý các nhóm dưỡng chất, vitamin và khoáng chất, vân vân. Thói quen uống trà xanh. Phần lớn những người sống thọ đều có thói quen uống trà. Trà xanh giúp tăng mức độ trao đổi chất của cơ thể, thải độc và trì hoãn hiệu quả sự lão hóa. Ngoài ra, trà xanh cũng có lợi ích đối với người mắc bệnh tim mạch, hạn chế việc mất canxi trong xương. Những người có xương dễ gãy có thể uống nhiều trà xanh hơn. Đặc điểm tâm lý. Những người sống thọ là sự tích cực, luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt hơn. Điều quan trọng nhất là đời sống tinh thần tích cực sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao, ung thư, v.v. Tinh thần tích cực cũng giúp bạn có khả năng chịu đựng tốt hơn, xử lý mọi việc một cách bình tĩnh. Đó là những lý do giúp người lạc quan sống thọ hơn. Hoạt động thể chất. Những người tích cực tập thể dục cũng có tuổi thọ cao hơn. Hoạt động thể chất tích cực giúp cải thiện chức năng tim phổi, tuần hoàn máu, hệ hô hấp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ. Người có nhóm máu O có tuổi thọ cao nhất so với các nhóm máu khác, nhưng việc có một lối sống lành mạnh, đời sống tinh thần tích cực, thường xuyên hoạt động thể chất mới là yếu tố giúp bạn có một cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài. Các bạn thân mến,
Vậy là chúng ta mới khám phá ra điều thú vị về nhóm máu có ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ của mình như thế nào rồi đúng không? Tuy nhiên thì việc bạn có thể sống thọ bao lâu chẳng ai biết trước được. Duy chỉ có một điều chắc chắn là những thói quen tốt đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì sức khỏe và tuổi thọ của bạn, không kém gì ảnh hưởng của nhóm máu đâu nhé. Tuổi thọ là kết quả của những thói quen sống khoa học và được duy trì trong một thời gian dài. Vì thế hãy duy trì sớm 8 thói quen dưới đây các bạn nhé. 8 thói quen giúp kéo dài tuổi thọ, muốn sống lâu nhất định phải nhớ. Tuổi thọ là kết quả của những thói quen sống khoa học được duy trì trong một thời gian dài. Trong thời đại ngày nay, bên cạnh việc duy trì bởi đời sống vật chất thì con người ngày càng quan tâm đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là yếu tố tuổi thọ. Nhiều người đã dùng nhiều phương pháp để kéo dài tuổi thọ, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn như dùng những bài thuốc bổ, đầu tư vào điều trị bệnh. Dưới đây là 8 thói quen sống tích cực, được cho là đặc điểm của những người sống thọ mà bạn có thể tham khảo. 8 thói quen giúp kéo dài tuổi thọ. Lưu ý, mức độ quan trọng và sự ảnh hưởng lên cơ thể được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. 8. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên không chỉ có tác động tới hệ thống tim mạch mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, có công dụng tăng sinh tân dịch. Bên cạnh đó, các hoạt động thể chất còn giúp tăng cường sức khỏe não bộ, cải thiện triệu chứng trầm cảm, lo âu, mất ngủ và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Lời khuyên cho bạn là dành ra 40 phút mỗi ngày cho các bài tập thể dục nhịp điệu để nâng cao sức đề kháng, tăng cường hệ thống miễn dịch. 7. Ăn cá. Một vài giả thuyết liên quan tới tuổi thọ của con người cho rằng ăn thịt trắng đem lại nhiều hàm lượng dinh dưỡng hơn thịt đỏ. Do đó, thường xuyên ăn cá, một loại thịt trắng điển hình giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Thực tế, cá có hương vị thơm ngon, chứa nhiều axit béo, protein nhưng không chứa chất béo, giúp cung cấp năng lượng, tăng cường sức khỏe thể chất. Do đó, hãy thường xuyên dùng những món ăn được chế biến từ cá để cải thiện sức khỏe cho bạn và những người thân trong gia đình. 6. Ăn ngũ cốc nguyên hạt. Trong thành phần ngũ cốc nguyên hạt giàu vitamin nhóm B, các khoáng chất vi lượng như sắt, đồng, magie, do đó được coi là thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng tự nhiên. Ngoài ra, chúng chứa nhiều gluten nên có lợi cho sức khỏe đường ruột. Vậy nên hãy dùng ngũ cốc nguyên hạt 4 lần một tuần để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Có thể thêm một số ngũ cốc thô vào khẩu phần ăn để tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, phòng ngừa bệnh táo bón và lượng đường trong máu tăng cao. 5. Uống đủ nước. Nước được đánh giá là thức uống chăm sóc sức khỏe rẻ nhất nhưng nhiều người thường hay bỏ qua. Thực tế, cơ thể con người được cấu tạo với 80% là nước. Vì vậy, chúng có tầm quan trọng rất lớn đối với sức khỏe hệ miễn dịch và hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể. Uống đủ nước giúp đẩy nhanh quá trình bài tiết các độc tố có hại, do đó giảm tổn thương lên gan và thận. 4. Ăn trứng. Trứng được coi là thực phẩm trường thọ bởi chúng giàu protein, lecithin và các dưỡng chất có lợi khác. Ngoài ra, trứng cung cấp lượng lớn selen, canxi, iốt và phốt pho, có khả năng chống lại các tổn thương gốc tự do có liên quan đến lão hóa, bệnh tim, phòng ngừa bệnh ung thư. 3. Không ăn quá no. Ăn quá no sẽ khiến dạ dày bị căng phồng, gây áp lực lên đường ruột. Lâu dần sẽ gây ra nhiều biến chứng như mất ngủ, căng thẳng, khó tập trung, nóng trong, bụng phình to, vân vân. Vậy nên, trong mỗi bữa ăn, hãy tập thói quen nhai ăn chậm. Nhai kỹ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn và tăng cảm giác ngon miệng. 2. Ngủ đủ giấc. Việc bạn có ngủ đủ giấc hay không là yếu tố quan trọng thứ hai quyết định đến tuổi thọ của bạn. Theo nghiên cứu, những người có thói quen ngủ trên 8 tiếng mỗi ngày có hệ miễn dịch và tình trạng sức khỏe tốt hơn người bình thường. Duy trì thói quen này giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm lo âu, căng thẳng và phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. 1. Sống vui vẻ, lạc quan. Đây là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến độ dài tuổi thọ. Thực tế, các sản phẩm tăng cường sức khỏe, dù tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng một trạng thái tinh thần tốt. Khi con người vui vẻ, cơ thể tự động sẽ tiết ra rất nhiều chất có lợi để tăng cường sức đề kháng, cải thiện khả năng miễn dịch. Ngoài ra, nếu thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, u uất kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ sản sinh các vấn đề nội tiết,
là nguyên nhân hình thành nhiều vấn đề như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, trầm cảm, rối loạn lo âu.